Rồi hôm nay chào mọi người nha. Cái điểm này hôm rồi năm ngoái mình đặt lùm anh Tân. Hôm nay kinh nó múc dọn dẹp sạch đó, khu vực nhà yến nha mọi người. Hôm nay hai chồng lại tiếp tục đi thăm bãi rắn nha mọi người. Rồi lời nói đầu tiên thì cho phép vợ chồng Sơn Bắc Ba Tri gửi đến cô chú anh chị là chào, là chúc sức khỏe. Chúc cô chú anh chị và các bạn có thật là nhiều sức khỏe, thành công trong công việc. Thì mọi người, hôm nay hai chồng đi thăm cái luồng này là cái luồng 20 cái. Thăm chuyến thứ hai nha mọi người, hôm rồi được có 4 con. Chỗ dính chỗ không. Hôm nay đem theo còn có 10 10 13 con chuột. Những cái bể phụ nha mọi người. Tú lưới. Bánh. Chào mọi người. Rồi, mời mọi người theo chân vợ chồng Sơn Bắc Ba Tri trải nghiệm thăm bãi rắn hôm nay nha. Không biết chuyến này thăm có dính hay không đây nữa. Ở dưới xe diều chỗ mình làm thì mưa quá trời mưa luôn, còn ở trên đây không mưa mọi người. Rồi để tới 7 thì mình quay cho mọi người xem. Tới 7 là nha mọi người. Cái này không có dính hổ giờ anh đâu. Mà không biết có dính gì không đây nữa. Con dính nha mọi người. Chết chuột rồi. Đây con cái nữa nha mọi người. Hôm lỡ đây hai cái dính hai con. Này không dính, chết chuột. Cái này dính hổ hành nha mọi người. Cô lấy à. Rồi bây giờ mình bắt ra nha mọi người. Mọi người xem video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho vợ chồng mình nha mọi người. Con đó chắc được hai lạng lưỡi à. Kệ có hay không. Nhỏ lớn gì yêu cầu dính là được à. Hai cái được một con nha mọi người. Rồi để mình bỏ chuột vô cái bẫy xe cua rồi mình đi tiếp nha mọi người. Tiếp tục cái thứ ba nha mọi người, cặp mé nhà yến. Năm rồi mình đặt ở đây cũng dính nhiều lắm. Chuyến rồi đặt đi thăm chuyến đầu tiên cũng có dính nha mọi người, nhưng mà hành nhỏ. Năm rồi thì mình đặt cái cặp hàng rào này, hôm nay người ta dọn tống băng, mình đặt ở cặp mé ao này nha mọi người. Rồi hô hành tí ép nữa mọi người. Thiệt tình. Nè. Chín hô hành thấy thèm không? Tiếp tục nha mọi người. Nãy cái điểm kia 5 cái mà dính được có 2 con à. Hai con hổ hành. Mất tí ép rồi ăn à. Ở đây hai cái, bên kia hai cái nữa là 5 cái nha mọi người. Yeah. Có lúa đây là có cất không đây mà. Ồ, có hàng nha mọi người. Con này con gì đây? Bây giờ đây nè em, ở đó cái thằng tên Cube nó thấy á. Ờ, con hổ dện cái chút. Hổ dện mini mọi người ơi. Hổ dện mini. Rồi để mình bỏ chuột luôn, đặt cái bẫy xe cua lại cái này bắt nó ra nha mọi người. Dạ. Ơi. Chiến nào cũng vậy đó. Mấy con nhỏ nhỏ này nó dữ quá mọi người. Một tay vô cái lệnh nó trẻ liền. Ép.
ui quá trời luôn. Rồi để mình bỏ nó vô lại đi tiếp nha mọi người. Rồi tới. Cái con quỷ hổ dện mini mình mới vừa thò tay vô đầu mình bóp hôm chưa gì đâu, nó dứt cho cái máu mè tùm lum hết đâu, cắn ngay đầu móng tay nữa chứ. Đây có con cái nha mọi người. Ôi nhẹ hiều luôn, chuột chết queo. Cái mùa chuối này mình có con cái nha mọi người. Thì nãy giờ dính được có 3 con à. Bữa nay chắc quéo quèo quá. Lội mất tiêu rồi. Rồi. Cái bẫy mình đặt ở đây nè mọi người. Rồi xong. Vô đây chặt cái chuối nè. Vô chặt cái chuối nè mọi người, cái chuối ngã nè. Nè mình đặt chỗ này nè. Cái chuối ngã rồi vô đây không biết. Chặt cái chuối, ủa cái chuối này nó đâu có buồn đâu. Hôm bữa mình đi người ta để người ta thấy nè ta. Nè mình đặt chỗ này là vô mắt luôn mọi người. Thấy thèm thiệt chứ. Ô tôm cặp mé kinh. Mình đi lúc ở ngoài đồng luôn á. Mà nó cũng để ý à. Nó dòm mình đi xong rồi tới rừng ấy cái nó lấy của mình, thấy thèm thiệt chứ, không dính luôn. Chuột quét này có hai cái nha mọi người, bên này cái bên kia cái, đầu này cái đầu đẳng cái hết và hai cái điểm này mình còn 10 cái nữa hết mọi người, mà hết chuột còn có mấy con chuột à. Trời ơi, không dính rắn mà còn mất bẫy nữa chứ. Thấy thèm lắm. Bởi hổ hành chút ép rồi. Bữa nay dính hàng gì đâu không mà ta. Bữa nay dính hàng mini không mọi người. Ôi đất ơi. Cái chỗ này hôm bữa mình moi lên được mình đặt cái ở trong đây là mọi người. Nguyên một ổ ong sắt nó nằm trong đó. Mới giờ thò tay vô môi nó chịu vô một phát. 2-3 mũi một lượt sưng cái tay chè bá luôn. Rồi đem qua đây đặt mấy bên đây, trứng rồi không dính. Trứng này không biết làm sao đây. Không thấy phân cho, không thấy nhẹ xìu rồi, hiểu rồi ha. Chuột còn sống. Còn lúa luôn nha mọi người. Tiếp tục nha mọi người. Trong đây có con cái nữa nè. Nãy cái kia ở góc dừa mình thăm mình không có quay nó xảy nha mọi người. Cái này không biết dính hay không nữa. Hết chuột luôn nha mọi người. Không còn con chuột nào luôn. Còn chuột hên quá. Bữa nay nó phát gió thổi tới ghê thổi luôn mọi người ơi. Vô trời ơi con hành, vô con hành nhất nha mọi người. Trời nó đã nằm một cục luôn nè. Sướng đi, nãy giờ mất hình cái bẫy nha mọi người. Rồi con này lấy vốn là được cái bẫy kia nha mọi người. Rồi để mình đặt cái bẫy si cua lại để mình ra ngoài kia cho giờ mình bắt ra cho mọi người xem nha mọi người. Hết chuột luôn, không còn con chuột nào cả. Rồi mình còn 8 cái bẫy nữa nha mọi người. Giờ chắc là đi thăm dính là có kháng lại còn bỏ lại để chuyến sau vô chuột luôn nha mọi người. Đã quá. Rồi để bà xã mình bắt ra nha mọi người. Cắn ghê la luôn. Đó. Đã mọi người. Con này bù lỗ được cái bẫy nãy mất nha mọi người. Cái đầu chà bá à. Tưởng đâu dính con hổ dện hay gì. Hay gì nó mừng cũng chết luôn. Đau mát ta. Ừ, ý á.
con này sẽ nằm giá 700 gram, bỏ vô có người. Rồi đây mình bỏ vô nha mọi người. Tiếp tục nha mọi người. Giờ mình giờ nó đi hết nổi. Đi lại đây là lội lên đây nè. Hôm nay có con cái nha mọi người. Hết chuột rồi, giờ thăm có thì bắt, còn không có thì chết chuột thì bỏ lại chứ sao. Ơi còn không hành có chút nữa. Không hành nha mọi người. Hai lạng. Rồi đây là loại lần kia bắt thì mình để lại cái bẫy nha mọi người. Rồi đây mình bắt con rắn này ra nha mọi người. Mất cái nữa rồi. Mình lấy cánh to mình che lại kính thì kính luôn mà. Nó môi lên nó bắt luôn rồi. Vậy là mất hết hai cái rồi. Trời ơi. Nãy dính con được vô hàng nhất, bù được một cái. Giờ mất một cái nữa. Rồi bắt ra đem. Túp nó lại luôn. Rồi còn 6 cái nữa nha mọi người. Để mình đi tới chỗ là mình quay cho mọi người xem nha mọi người. Rồi dính được có mấy con rắn mà mất. Mất mấy lê lẹ.